Thế giới phàm nhân của đêm, một mảnh yên bình bình tĩnh, mờ ảo trên hư thiên, diệt thần bọn họ còn đang cấp tốc đi về phía trước, mà coi như là phàm nhân giới, bọn họ cũng sẽ tận lực lựa chọn địa phương ít người đến hành quân, bởi vì phàm nhân giới cũng không phải không có tu sĩ. Đây là lần đầu tiên ta tới phàm nhân giới, hạo thiên thi vũ cùng hạo thiên thi tuyết vẻ mặt mới lạ nhìn phía dưới. Ngoại trừ không có linh lực, giống như cùng tu sĩ giới không có gì khác nhau. Ít nói chuyện nhanh đuổi theo, phía trước, Hạo Thiên Thi Nguyệt trừng mắt nhìn hai người. Dựa theo tốc độ như vậy, nếu không có gì ngoài ý muốn, ba ngày liền có thể đến phàm nhân Tây Nguyên Quốc, phía trước, Hạo Thiên Huyền Hải liếc mắt nhìn bản đồ mở ra. Thiếu vẫn là thời gian. Chỉ cần đến Tây Nguyên Quốc, liền an toàn, một bên, Diệp Thần mở miệng. Ta đã lệnh cho viêm hoàng dọc theo đường cấu tạo chuyển tống trận, từ phạm nhân giới đi bắc sở tây lang viêm hoàng tổng bộ mượn hư không đại trận nơi đó liền có thể một đường đến nam sở lần này bị ngươi đến rồi bằng không phóc phóc hạo thiên huyền hải còn chưa nói hết diệp thần ở một bên liền phun ra một ngụm máu tươi cả người thiếu chút nữa từ trên hư thiên ngã xuống hạo thiên huyền chấn cuốn quyết tiến lên đỡ lấy diệp thần lây đắng trong nháy mắt bảo thôi sắc mặt diệp thần trở nên trắng bệch không gì sánh được dường như là bị một cỗ vô hình trọng thương bình thường giống nhau. Lúc trước đại chiến bị trọng thương sao, hạo thiên cảnh sơn bọn họ từ phía sau chạy tới. Không cần tới gần ta. Diệp thần đẩy hạo thiên huyền chấn ra, cuống quyết khoanh chân ngồi trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy được chính là, thần sắc của hắn rất là thống khổ. Vết thương nặng như vậy. Thấy Diệp thần thần sắc thống khổ, hạo thiên thế ra cường giả cao mày xuống, tuy rằng rất muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng vẫn là dừng chân tại chỗ, bởi vì bọn họ không biết Diệp Thần rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Đạo thân là ai chém đạo thân của ta? Bên này, thân thể Diệp Thần không ngừng run rẩy, ngay cả khí tức đều trở nên cực độ hỗn loạn, không ai rõ ràng hơn hắn lúc này, trong bóng tối chính là có một cỗ lực lượng vô hình tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn, hết thảy đều bởi vì đạo thân bị chém, lúc này mới liên lụy đến bản tôn như hắn. Đạo thân của hắn do hắn sinh ra, lúc trước cũng không phải chưa từng chết, đạo thân thân tử đối với bản tôn tuy rằng có ảnh hưởng nhưng cơ bản có thể không đáng kể đợi đến khi thời hạn vừa đến nên có thể lần nữa hóa ra đạo thân chỉ là lúc này đây đạo thân thân tử cùng lúc trước bất kỳ một lần nào cũng không giống nhau hắn liên lụy đến căn cơ của bản tôn ngay cả một cỗ lực lượng thần bí lại cường đại cũng lan đến trong cơ thể bản tôn mà hắn chính là bị lực lượng thần bí này làm trọng thương hơn nữa điều khiến hắn nghĩ không ra nhất chính là hắn căn bản không biết đạo thân đã xảy ra chuyện gì thân là bản tôn hắn, vốn nên có đạo thân ký ức, nhưng hết lần này tới lần khác ngay cả đoạn ký ức đạo thân kia cũng bị chém. Đại thần thông như thế, rốt cuộc là người nào? Ánh mắt diệp thần gần như híp lại thành một đường. Trần dạ, bên này, hạo thiên huyền trấn vẻ mặt lo lắng thăm dò gọi một tiếng. Ta không sao, diệp thần thu suy nghĩ, cường thế trấn áp của lực lượng thần bí kia, dùng thánh thể bản nguyên đem nó mài mòn, sạch sẽ mà sắc mặt trắng bật của hắn cũng theo đó có huyết xác thấy thế hạo thiên huyền chấn bọn họ lúc này mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm đi thôi diệt thần nhẹ nhàng lau máu tươi khóe miệng người đầu tiên bay về phía tinh nguyên quốc kế tiếp hắn một đường đều trầm mặc dọa người trong mắt thỉnh thoảng cũng sẽ chớp động ánh mắt mờ ám bất định chuyện hôm nay quá mức quỷ dị làm bồn tôn hắn quả thực nghĩ không ra hắn có thể làm chính là chờ chờ thời hạn vừa đến lần thứ hai hóa ra đạo thân vậy liên quan đến chuyện phát sinh lúc trước đều rõ ràng. Hành thiên sơn mạch, thiên địa ầm ầm, đại quân như hắc sắc giết tới, nhìn kỹ, chính là đại quân phân điện thứ 8 của thí huyết điện. Mắt thấy hành thiên sơn mạch bị máu tươi nhuộm đỏ, phân điện chủ phân điện thứ 8 giận tím mặt, bởi vì hơn 9 phần trên vũng máu đều là người của phân điện thứ 8 của hắn, chủ yếu nhất là phân điện thứ 8 của hắn một đường đại quân tổn thất thảm trọng như vậy, thế nhưng vẫn để cho hạo thiên thế gia chạy trốn. Điện chủ, là tam thống lĩnh, có người đem thống lĩnh còn bị đóng đinh ở hư thiên bị mang về, hẳn là bị một kiếm tuyệt sát, một thống lĩnh trầm ngâm một tiếng. thật sự là không nghĩ tới, hạo thiên thế gia lại còn có cường giả như vậy. huyết không đâu, hắn ở đâu rồi? điện chủ thứ tám hư lạnh một tiếng. vừa mới truyền đến tin tức, còn còn đang ở thiên táng cổ thành. hỗn đàn điện chủ thứ 8 lại nổi giận. Được ngươi một cái huyết khung, phân điện thứ 8 của ta vì ngăn hạo thiên thế ra tổn thất thảm trọng như vậy, ngươi thế nhưng trốn ở thiên táng cổ thành xem đại hí kịch. Điện chủ, vậy chúng ta. Nhiệm vụ là phân điện thứ 9 của hắn, hắn cũng không đuổi theo, ta dựa vào cái gì mà làm cái đầu oan lớn này, điện chủ thứ 8 lạnh lùng một tiếng. Truyền lệnh đi xuống, thu dọn chiến trường, trở về phân điện thứ 8. Cái này. Thống lĩnh bình thường nhao nhao nhìn về phía điện chủ thứ 8. Rút về như vậy, thị huyết điện chủ bên kia không tiện giải thích. Huyết khung hắn cũng dám trắng trợn tính kế ta, ta còn sợ cái gì, điện chủ thứ 8 hử lạnh một tiếng, bất ngờ xoay người bước lên hư thiên. Phàm nên giới trong một mảnh núi lớn, hạo thiên thế ra dừng chân. Ba phút thời gian khôi phục linh lực, thanh âm của hạo thiên huyền trấn truyền khắp hạo thiên thế gia. thám tử truyền đến tin tức bên này hạo thiên huyền hải đi tới đem một quan ngọc giản đưa tới hạo thiên huyền trấn tiếp nhận nhẹ nhàng bóp nát thu thập tin tức trong ngọc giản lập tức hắn khẽ nhíu mày dĩ nhiên không có đuổi theo không nên thị huyết điện cửu đại điện chủ minh tranh ám đấu phân điện thứ tám dương phụng âm bất nghị cũng không phải là không có khả năng diệt thần trầm ngâm một tiếng nhiệm vụ là phân điện thứ chín không hoàn thành nhiệm vụ trách tội cũng là huyết khung hiện giờ phân điện thứ tám chịu thiệt thòi lớn liền sẽ không tận tâm tận lực nữa như thế điều này ngược lại giúp chúng ta hạo thiên huyền hải không khỏi nở nụ cười truy binh có lẽ không có nhưng phía trước vẫn sẽ có ngăn trở diều thần hít sâu một hơi cho dù ở phàm nhân giới tuy thời cũng có thể xuất hiện rất nhiều biến cố. Như thế là có thể xuất phát, hạo thiên huyền trở lúc này hạ lệnh. Kế tiếp, thật đúng là như Diệp Thần nghĩ, phân điện thứ 8 không có đuổi theo. Nhưng, cũng đúng như lời hắn nói, phía trước chặn lại đích thật là không ít, nhưng cơ bản đều là gia tộc phụ thuộc thị huyết điện, về phần thị huyết điện phân điện, cái nào cũng không phải kẻ ngốc, không ai muốn mang theo dòng chính của mình đến liều mạng với hạo thiên thế gia không có một chi tu sĩ quân đội có thể cùng hạo thiên thế gia địch lại diệp thần liền không có áp lực lớn như vậy một đường này bọn họ có thể nói là qua cửa trảm tướng một đường sông tới bình tĩnh yên hòa phàm lên giới bởi vì bọn họ đại chiến lưu lại khí thế huyết tình là đêm hạo thiên thế gia vừa mới phá tan chặn lại lại một lần nữa dừng chân ở trong một đám núi hơn nữa thần sắc mệt mỏi mỗi người đều là quần áo dính máu nhiều người thiếu cánh tay thiếu chân có thể thấy được đại chiến thảm thiết bao nhiêu trên một ngọn núi diệp thần cởi bỏ quần áo dính máu cấp tốc vận chuyển tiên luân trời sinh bí pháp trên đường đi hắn sắm va nhân vật cực kỳ trọng yếu đó chính là tuyệt sát thống xoáy quân địch sau mấy lần đại chiến hắn liên tục chém sáu chuẩn thiên cảnh của thị huyết điện chiến tích kinh người nhưng cũng chính là bởi vì như thế cho dù là khí huyết thánh thể bàng bạc bà của hắn cũng trở nên uể oải bất quá kế tiếp bọn họ một đường cũng là thuận lợi không thể thuận lợi hơn nữa thẳng đến đêm hôm sau bọn họ mới gặp phải ngăn cản nhưng vẫn không phải là người của các phần điện lớn của thị huyết điện mà là một ít tiểu gia tộc phụ thuộc thị huyết điện nói trắng ra chính là bia đỡ đạn về phần sau đó bọn họ cũng liên tiếp gặp phải ngăn cản bất quá đều là không đau không ngứa có tiểu gia tộc phụ thuộc dứt khoát không khai chiến trực tiếp chạy trốn vượt qua ngọn núi kia cách tây nguyên quốc không xa hạo thiên huyền hải lần thứ hai mở ra bản đồ đối với lời nói của hạo thiên huyền hải siêu thần làm như không nghe thấy hắn đã dẫn đầu từng bước từng bước đi ra khỏi đại quân hạo thiên thế ra, dừng lại ở ngoài mấy trăm trượng, nhìn không chớp mắt tòa núi lớn đối diện kia. Thân mang tiên luân nhãn, hắn có thể thấy được hạo thiên huyền chấn bọn họ nhìn không ra tồn tại, mà trong tòa đại chiến đối diện đích xác có rất nhiều khí tức mở ảo, hơn nữa số lượng còn không ít. Dựa vào đội hình của các người, ngăn cản được chúng ta sao? Diệp thần mở miệng, dường như là có thể cách mở mờ hư vô, nhìn thấy trung niên mặc khải rác trong núi, rất hiển nhiên hắn là thủ lĩnh. Lời này vừa nói ra, hạo thiên huyền chấn bọn họ nhao nhao co giật sát kiếm, thời khắc chuẩn bị dễ tới. Chờ đã. Còn chưa kịp khai chiến, trung niên mà khải giáp kia đã đi ra khỏi ngọn núi. Triệu hùng, hạo thiên huyền chấn từ xa đã nhìn thấy trung niên khải giáp kia, nhất thời sừng sốt một chút, tựa như nhận ra người nọ. Là ta, khải giáp trung niên không khỏi thở dài một tiếng. Nhiều năm không gặp, Ngươi vẫn hăng hái như vậy, Hạo Thiên Huyền Chấn hử lạnh một tiếng. Quyền Chấn đảo hữu, chiến trường gặp nhau, thật sự là bất đắc dĩ. Triệu Hùng hung hăng hít sâu một hơi. Thị huyết điện thế lớn, chúng ta không dám không theo. Hơn nữa, bọn họ bắt hài tử của ta. Một câu thôi, nếu chiến đấu, Triệu gia từ nay về sau bị xóa tên. Nếu hàng, theo ta trở về Nam Sở, không đợi Hạo Thiên Huyền Chấn mở miệng. Diệp thần liền thản nhiên một tiếng. Nếu quy thuận, thiên đình sẽ tận lực cứu đứa nhỏ ngươi. Điều này, đây là, triệu hùng từ trên xuống dưới đánh giá Diệp thần. Gọi ta là Diệp thần là được rồi. Diệp, Diệp thần, triệu hùng sừng sốt một chút. Ngươi, ngươi không phải là chết. Ta nói, ngươi làm rõ được không? Hạo thiên huyền hải liếc mắt nhìn triệu hùng một cái hắn là vương của nam sở thiên đình nếu tùy tùy tiện tiện liền chết ngươi sẽ tin sao lời này vừa nói ra sắc mặt triệu hùng thay đổi nếu không phải hôm nay đến đây hắn cũng không biết diệp thần trong lời đồn đãi tự bạo dĩ nhiên còn sống tiền bối chúng ta không có thời gian cùng ngươi rằng co nói ra ngươi lựa chọn diệp thần nhìn không chớp mắt nhìn triệu hùng ngươi thực sự có thể cứu con ta triệu hùng vẻ mặt mong mong nhìn diệp thần ta không dám đảm bảo, nhưng chúng ta sẽ cố gắng hết sức, Diệp Thần chậm rãi một tiếng. Đứa nhỏ ngươi tất nhiên là trọng yếu, nhưng tiền bối phải biết, ngươi vẫn là người đứng đầu một nhà, ngươi phải chịu trách nhiệm cho gia tộc. Chúng ta quy thuận. Triệu Hùng không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng, so với thị huyết điện, hắn càng nguyện ý đầu nhập vào nam sở thiên đình, ánh nắng mặt trời buổi sáng là hấp thụ, chiếu sáng trái đất của thế giới trần thế. Diệp thần bọn họ bước chân chậm lại rất nhiều, bởi vì bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ trung quy là đặt chân lên tây nguyên quốc đại địa. Thánh chủ, rất nhanh, cường giả viêm hoàng liền chạy tới, nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cơ bản đều là cường giả nhất đẳng. Truyền tống trận cấu tạo tốt chưa, diệp thần lúc này hỏi. Dựa theo thánh chủ phân phó, đi tới Tây Lăng, một đường thông suốt. Dẫn bọn họ phân lô truyền tống, tốc độ phải nhanh hơn, Hiểu rồi, viêm hoàng cường giả nhìn về phía hạo thiên huyền chấn bọn họ, ngữ khí rất là ôn hòa. Các vị đạo hữu, theo lão huyền đến đây. Làm phiền đạo hữu rồi. Thông báo cho nhân hoàng, điều tra cho ta một người, bên này, diệp thần đem một quả ngọc giản đưa cho viêm hoàng cường giả. Về phần người hắn muốn điều tra, tự nhiên là hài tử của triệu hùng, nếu triệu gia đã quy thuận, liền chính là một thành viên của thiên đình, hắn không dám cam đoan có thể đem hài từ triệu hùng cứu trở về hay không nhưng tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó chuyện kế tiếp dễ làm hơn nhiều hạo thiên thế gia người không ngừng đi vào truyền tống trận cũng cho thấy bọn họ mấy ngày nay chạy trốn chấm dứt hỗn đàn trong thị huyết điện đại điện tràn đầy tiếng gầm giận dữ như sấm sét thị huyết diêm la giống như phát cuồng nổi giận gầm thét nhưng cơn giận của hắn không phải nhằm vào hạo thiên thế gia chạy ra ngoài mà là nhằm vào một chuyện khác đó chính là mấy ngày nay thiếu chủ của các đại thế gia bác sở bị ám sát thần ảnh điều tra một vòng cuối cùng tra ra hung thủ lại kỳ tích là người của thị huyết điện bọn họ làm là ai cho các người quyền lực là ai cho các người quyền lực thị huyết diêm la sát khí thông thiên huyết đồng như ác mà gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới lại nhìn phía dưới hắc áp bảo khua một mảnh trong đó có thị huyết điện phân các thương mộ về phần những người khác cũng cơ bản đều là những người bị diệp thần lấy thân phận dân tôi lừa gạt bọn họ thật sự là tận chức tận trách, giống như xúc sinh giết ba ngày ba đêm, vừa chuẩn bị trở về tranh công liền bị toàn bộ bắt được, cho đến bây giờ, bọn họ đều còn đang trong trạng thái ngây thơ. Vâng, là Diêm Tôn, thương mộ thân thể run rẩy, chỉ nặc đáp lại một câu. Vớ vẩn, Diêm Tôn bế quan ở Diêm Sơn. Một cái thị huyết điện thái thượng trưởng lão lúc này quát lớn một tiếng. Trưởng lão, Diêm Sơn đã xảy ra biến cố, Phong ảnh vẫn giữ im lặng mở miệng. Ta đi điều tra qua, Diêm Sơn bị hủy, Diêm Tôn cùng Tư Đồ Minh song song không gặp, đáng giá khẳng định chính là, bọn họ đều còn sống. Nói như vậy, là có người giả mạo Diêm Tôn, thị huyết Diêm la nhìn về phía phong ảnh. Hiện tại xem ra, nên như thế, lời này vừa nói ra, đám người thương mộ ai nửa người ngã xuống đất, hiểu rồi, bọn họ toàn bộ hiểu được, mẹ đó này chính là bị lừa bọn họ vốn tưởng rằng hành động của bọn họ là giúp thị huyết điện thanh trừ đối thủ nhưng kết quả giết đều là quân đồng minh hơn nữa giết còn không phải bình thường nhiều tĩnh thị huyết đại điện lâm vào trầm tĩnh tĩnh áp lực tĩnh ngay cả tim đập cũng nghe được báo trầm tĩnh trong điện trung quy bị một hắc y nhân ngoài điện xông tới cắt đứt Bầm điện chủ huyết khung điện chủ cầu viện để cho hắn đi chết đi thị huyết diêm la nổi giận ngút trời tổng bộ thị huyết điện đều loạn thành như vậy người mẹ nó còn để thêm loạn này đại quân một điện ngay cả một hạo thiên thế gia cũng không giải quyết được người sao không đi chết báo người bắt cóc tôn hạo để chúng ta đi để chuộc người hôm qua tôn hạo không phải đã được chuộc lại sao thị huyết diêm la nổi giận một tiếng lại lại bị bắt lại thị huyết diêm la một hơi không đi lên Thiếu chút nữa tức ngất đi. Báo, rất nhanh lại có người xông vào. Bầm, bầm điện chủ, thiên huyết phần các bị, bị tấn công. Báo, các mỏ ở vùng đất cổ của thị trấn phía tây đã bị cướp. Báo, thường sóc trưởng lão bị người ám sát. Tiếp theo thị huyết điện phá lệ không bình tĩnh, không ngừng có hắc y nhân vọt vào, hơn nữa mang đến đều là tin xấu thật sự là phòng bị dò gì gặp mưa đêm. Hiện giờ thị huyết điện sự đã đủ rồi, lại còn có nhiều chuyện chim như vậy đến càng thêm xương giá. Thị huyết diêm la, hôm nay không cho ta một lời giải thích, liền không chết không thôi, rất nhanh, tiếng cầm giận giữ bên ngoài truyền vào đại điện, hơn nữa người tới cũng không tính là ít. Nhìn từ xa mà đi, hư không bốn phương tám hướng của thị huyết điện đều là bóng người hắc áp, đó là lão tổ của các thế lực lớn ở Bắc Sở, hơn nữa cơ bản đều là dẫn tu sĩ quân đội tới, rất có tư thế muốn liên hợp công vào. Là ai em tin tức chuyển ra ngoài? Thị huyết diêm la giận tím mặt, sắc mặt dữ tợn có chút dọa người. Ta sẽ nói với người có phải là ta không? Một trưởng lão đứng ở một góc điện âm thầm cười lạnh một tiếng, hắn là người hoàng an cắm ở trong thị huyết điện, ai có thể nghĩ tới, hắn ở thị huyết điện đã ngủ đông hơn 300 năm. Là ai? Là ai? Tiếng gầm giận dữ của thị huyết diêm la lần thứ hai chấn động đại điện âm ầm rung động, chỉ sợ từ khi hắn làm thị huyết điện chủ tới nay còn chưa từng nếm qua thiệt thòi lớn như vậy bên này diệp thần bọn họ đã thông qua không ngừng truyền tống đi tới trong một tòa địa cung bọn họ đã thông qua truyền tống trận lần thứ hai trở lại tu sĩ giới nhưng không phải là bắc trấn thương nguyên mà là tây lăng u cốc trở về nam sở hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức trước truyền tống trận diệp thần hờ hững nhìn hạo thiên huyền trấn bọn họ người không trở về với chúng ta hạo thiên huyền trấn bọn họ nhao nhao nhìn diệp thần ta còn muốn tìm huyên nhi diệp thần nhàn nhạt, nhạt một tiếng hạo thiên huyền trấn bọn họ còn muốn nói cái gì nhưng trung quy vẫn không lên tiếng bởi vì bọn họ biết vô luận bọn họ nói cái gì cũng sẽ không thay đổi bất kỳ một ý nghĩ nào của thanh niên trước mặt này vạn sự an toàn là trên hết trung quy sau khi trầm mặc hạo thiên huyền trấn hít sâu một hơi xoay người đi vào truyền tống trận sau đó hạo thiên huyền hải bọn họ nhao nhao đuổi theo vẫn như trước là hạo thiên thi nguyệt trước khi bước vào truyền tống trận cũng không quên quay đầu lại liếc mắt nhìn diệp thần một cái đó là đệ đệ của nàng cũng là người trong lòng nàng ta hy vọng ngươi chỉ là tần vũ hạo thiên thi nguyệt lẩm bẩm một tiếng bóng lưng còn có chút cô đơn bọn họ đi sau đó diệp thần lúc này mới nhìn về phía viêm hoàng một lão giả huyết không đuổi theo đến đâu khoảng cách nơi này bất quá ba vạn dặm thị huyết điện bên kia đâu? Diệp thần lần thứ hai hỏi. Lão tổ của nhiều thế lực bác sở tự mình đã dẫn binh đi thị huyết điện, giờ phút này chỉ sợ đã tới thị huyết điện, lão giả không khỏi cười. Trận chiến này có lẽ đánh không nổi, nhưng bọn họ trong thời gian ngắn rất khó liên hợp cùng một chỗ. Rất tốt, tiếp tục quấy rối. Diệp thần mỉm cười. Thánh chủ, bác sở gần đây xuất hiện một người kỳ quái, lão giả nhẹ nhàng cày dâu. Ồ, Diệp Thần nhướng mày, nhìn về phía lão giả. Có bao nhiêu kỳ quái? Hoặc là nói không phải kỳ quái, mà là quỷ dị, lão giả vui dâu. Hắn giống như một sát thủ, càng giống như một u linh, chuyên giết nam tu sĩ, còn có thanh kiếm trong tay nàng, thật sự là một thanh thần binh cái thế. Việc này nghe Hồng Trần Tuyết nói qua, Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, nếu có thể, tra một chút chi tiết của nàng, chú ý an toàn. Đã điều tra rồi. Như thế, truyền lệnh đi xuống, hủy diệt truyền tống trận, tất cả mọi người lui về tổng bộ viêm hoàng. Hiểu rồi, lão giả kia cuốn quyết đi ra ngoài. Lão giả sau khi đi, diệp thần lúc này mới quanh chân ngồi trên mặt đất. Rất nhanh, tâm niệm của hắn vừa động, vận chuyển bí pháp nhất khí hóa tâm thanh. Chỉ là, Hắn lại không có hóa ra một đạo thân khí hóa tam thanh, hoặc là nói trong bóng tối có một loại nghịch thiên thần thông phong bế hắn một khí hóa tam thanh bí pháp, để cho hắn không cách nào phân ra đạo thân. Sao lại như vậy, diệp thần nhíu mày, chuyện này quy dị để cho hắn như thế nào cũng nghĩ không ra. Tiếp theo, hắn không ngừng cố gắng, nhưng thất bại một lần nữa và một lần nữa. Không chỉ như thế, bởi vì mạnh mẽ muốn hóa ra đạo thân, hắn cũng không ngừng bị bí thuật cán trả, cho đến khi một ngụm hiện cần phun ra hắn mới chân chính ngừng lại rốt cuộc làm sao vậy lông mày của hắn càng sâu duy nhất có thể giải quyết bí ẩn của hắn cũng chỉ có đạo thân hết lần này tới lần khác hắn hiện tại hóa không ra đạo thân điều này làm cho hắn lâm vào trong một bí ẩn lớn hơn không biết từ khi nào diệp thần mới đứng dậy đi ra địa cung bên ngoài địa cung cường giả viêm hoàng bận rộn không ngừng đều đang chuẩn bị rút về tổng bộ viêm hoàng thánh chủ lại là lão giả viêm hoàng kia thấy diệp thần đi ra địa cung liền cuống quyết đi tới, đem một quả ngọc giản trình lên. Đây là nhân hoàng vừa mới truyền tới, con trai triệu hùng triệu tử vân, bị nhốt ở Diêm La Sơn, trong ngọc giản mang theo bản đồ đi Diêm La Sơn cùng đội hình cường giả nơi đó. Diêm La Sơn, Diệp Thần nói xong, nhẹ nhàng nghiền nát ngọc giản. Ta nghe nói đây chính là địa phương năm xưa thị huyết Diêm La Ngộ Đạo. Chính là nơi đó, viêm hoàng lão giả gật gật đầu, bên trong có rất nhiều cấm chế đáng sợ hơn nữa lực phòng ngự dị thường mạnh mẽ thị huyết điện nhốt triệu tử vân ở đó có thể thấy được đối với hắn rất coi trọng hắn là huyết mạch đặc thù diệp thần chậm rãi một tiếng huyết mạch đặc thù sự tình không đơn giản như chúng ta tưởng tượng lời nói của diệp thần tràn ngập thâm ý mục tiêu chân chính của bọn họ là huyết mạch đặc thù ẩn chứa trong cơ thể triệu tử vân nếu ta đoán không sai thị huyết điện cũng đang thu thập huyết mạch đặc thù. Nghe thánh chủ ý tứ, còn có người từng thu thập qua huyết mạch đặc thù, lão giả tham dò nhìn Diệp Thần. Những gì ta biết là có pháp luân vương và người của huyết tộc, Diệp Thần nói. Vậy bọn họ thu thập huyết mạch đặc thù làm cái gì? Hẳn là muốn tạo ra một loại huyết mạch cường đại hơn, nhưng cũng không loại trừ là mục đích không thể cho người khác biết. Diệp thần trầm ngâm một tiếng, nếu ta đoán không sai bát vương đều đang bí mật thu thập huyết mạch đặc thù như thế thánh chủ ngươi phải cẩn thận gấp bội viêm hoàng lão giả nghiêm trang nhìn dược thần muốn bắt ta là phải trả giá bằng máu như thế ta liền triệu tập viêm hoàng cường giả theo thánh chủ cùng đi diêm la sơn không cần diệp thần nhẹ nhàng khoát tay áo các ngươi chuyên tâm quấy rối các ngươi triệu tử vân giao cho ta nhưng mà ta có chậm mực giật thần cười huống hồ, hồ ta còn chuẩn bị cho thị huyết điện một phần đại lễ ầm 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 dưới trời tất cả đều là thanh âm nổ vang như lôi đình bản nhìn từ xa mà đi đó là hải dương dòng người hắc áp áp chế giống như che trời hắc mạc có lẽ là bởi vì quá nhiều người khi thế quá mức cường hoành, nghiền ép hư thiên đều ầm ầm rung động. Chi thư sĩ quân đội kia không cần phải nói chính là thị huyết điện đệ cử phân điện đại quân. Bọn họ ngược lại thật sự có nghị lực, từ bắc chấn thương nguyên đổi tới hoàng tuyền sơn mạch, từ hoàng tuyền sơn mạch vòng qua thiên táng cổ thành, lại từ thiên táng cổ thành vượt qua hành thiên sơn mạch, từ hành thiên sơn mạch tiến vào phàm nhân giới, từ phàm nhân giới dọc theo đường đi, huyết khung đều sắc mặt hung tợn gầm nhẹ, hắn đã phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng không phải đối với Hạo Thiên Thế gia, mà là đối với các phân điện khác của Thị Huyết Điện, nếu bọn họ tận tâm tận lực ngăn cản Hạo Thiên Thế gia, nói không chừng Hạo Thiên Thế gia đã bị diệt. Nhưng chính là bởi vì những phân điện khác Dương Phụng Âm Vi, mới làm cho hắn một đường đuổi theo dị thường vất vả, hơn nữa, điều nhạt nhẽo nhất chính là bọn họ một đường đuổi giết tới đây, ngay cả bóng dáng Hạo Thiên Thế gia cũng không nhìn thấy. Bọn họ rõ ràng là đang tính kế điện chủ người mấy đại thống lĩnh cũng đều là vẻ mặt phẫn hận. Đều câm miệng cho ta, quyết khung nghiến răng nghiến lợi giống như một con ác ma, trong mắt còn có vẻ điên cuồng. Dám dương phụng âm bất phi tính kế ta, cho dù nhiệm vụ của ta thất bại, các ngươi cũng khó từ chối đổ lỗi. Điện chủ, phía trước phát hiện truyền tống trận. Đang nói, một hát y nhân bay tới. Phàm nhân giới làm sao có thể có truyền tống trận, nhất định là có người âm thầm trợ giúp bọn họ, có người hờ lạnh một tiếng. Vậy mà ở phàm nhân dưới cấu tạo truyền tống trận, bọn họ thật sự là hao tâm tổn trí. Còn sừng sốt cái gì, đuổi theo cho ta. Bạo nộ huyết khung lúc này muốn xông tới. Điện chủ, không thể, mấy đại thống lĩnh cuốn quyết tú lấy huyết khung. Đi. Điện chủ chẳng lẽ đã quên vết xe đổ sao, mấy đại thống lĩnh gắt gao túm lấy thậm chí còn trực tiếp ôm lấy đùi huyết khung. mấy đại thống lĩnh là bị hãm hại, huyết khung đã bị lửa giận che mắt, nhưng bọn họ lại thanh tình. mỗi khi nhìn thấy truyền tống trận, bọn họ đều sẽ theo bản năng nghĩ đến hình ảnh truyền tống thông đạo sụp đổ, trang diện kia thật sự là quá hoành tráng. chỉ sợ từ hôm nay trở đi, người của thị huyết điện địa cử phân điện sau khi nhìn thấy truyền tống trận đều sẽ theo bản năng nghĩ đến hình ảnh trời trời kia, đó sẽ là bóng ma cả đời của bọn họ. đêm tối tăm, gió lạnh thấu xương trải qua rất nhiều truyền tống diệp thần, hiện thân ở trước một mảnh núi non không có danh tiếng. Dĩ nhiên, tự thành một đại giới, diệp thần mở tên luân nhãn, đôi mắt hiếp lại nhìn núi non trước mặt. Trước mắt tiên luân, diêm la sơn không chỗ nào che giấu, bản tướng tuy rằng cũng là núi, nhưng là huyết sắc, nhìn qua đều là máu đầm đìa, mơ hồ, còn có thể nghe được tiếng kêu rên thê lương, cùng cuồng phong cộng vũ. Thật huyền diệu khi thiên pháp trận, diệp thần trong lòng không khỏi thán phục một tiếng. Nếu không phải hắn mang tiên luân nhãn, chỉ sợ cũng khó phát hiện manh mối trong đó, hơn nữa, để cho hắn thán phục còn không chỉ có những thứ này, mà là cả mảnh huyết sắc quần sơn đều bị một đạo vô hình kết giới che lấp, lực phòng ngự của nó mạnh mẽ, không phải tu sĩ quân đội không thể phá. Ngoại trừ phòng ngự kết giới cùng khi thiên pháp trận, làm cho Diệp Thần Thán Phục còn có thế nơi này, đó là đại thế cửu long cung thiên, có thiên thế trợ uy này, Diêm La Sơn vô luận là phòng ngự cùng công kích, đều sẽ tăng gấp bội trở nên mạnh mẽ loại lực phòng ngự này vừa xa cực hạn ta có khả năng công phá, diệp thần nhíu mày, vẫn là quá coi thường cấm chế diêm la sơn. Bố ta mạo hiểm đâu, diệp thần hít sâu một hơi. Thiên đạo, mở ra, theo trong lòng hắn khẽ gõ nhẹ, thiên đạo vòng xoáy hiện ra, đem ló nước vào trong không gian hắc động. Lần này vận khí không tệ, nhìn lướt qua thế giới đen kịt chung quanh, thấy không có nguy cơ, diệp thần mới hung hăng thở vào nhẹ nhõm chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều từ trước khi tiến vào hắn cũng đã lên kế hoạch tốt khoảng cách cùng phương vị chỉ cần ở trong không gian hắc động tìm chuẩn phương vị lại dựa theo khoảng cách đi lại liền có thể thành công trà trộn vào diêm la sơn rất nhanh diêm la sơn một góc có hắc sắc vòng xoáy hiện ra diệp thần lén lút chuồn ra chợt hắn liền trốn vào hư vô không gian ánh mắt như đuốc nhìn lướt qua bốn phương tám hướng của diêm la sơn giờ phút này hắn mới chân chính nhìn rõ cảnh tượng bên trong diêm la sơn đập vòng mắt diệp thần có thể nhìn thấy chính là khắp nơi bay huyết sắc vân vụ khắp nơi tràn ngập huyết tinh khí khắp nơi cũng có thể nghe thấy lệ quỷ kêu rên đây hẳn là một mảnh huyết sắc thế giới cái gì cũng là màu đỏ như máu chọc trời cổ mục điện lâu cát hoa cỏ suối nước cảnh tượng như thế làm cho diệp thần bừng tỉnh cho là rơi vào vô gian địa nhà tù nhiều cấm chế như vậy đại khái nhìn lướt qua diệp thần lông mày lần thứ hai nhíu xuống hắn nhìn thấy từng tòa pháp trận bí ẩn phần lớn là pháp trận công kích sao trận văn tương liên giống như một tấm lưới khổng lồ số lượng nhiều làm cho ra đồ hắn tê dại quan trọng nhất là cho dù là chiến lược của hắn đều có chút run sợ bởi vì những tuyệt sát cấm chế kia thật sự là quá dọa người chẳng qua nơi này không chỉ là tồn tại đáng sợ còn có rất nhiều bảo bối làm cho ánh mắt diệp thần phát sáng diêm la sơn không tính là nhỏ nhưng khắp nơi đều chứa đầy linh thảo còn có mấy loại như vậy cho dù là kinh nghiệm của diệp thần hắn cũng chưa từng thấy qua bởi vì linh thảo trải rộng, mới khiến cho linh lực của Diêm La Sơn dị thường nồng đậm, toàn bộ thoạt nhìn đều là mờ mịt mông lung, mỗi một luồng linh lực đều quấn quanh huyết sắc khí tức, thật là quỷ dị. Nghe nói chưa, cấp trên bắt thiếu chủ triệu ra tới, Diệp Thần đang suy nghĩ, cách đó không xa truyền đến thanh âm. Triệu gia là gia tộc phụ thuộc thị huyết điện, cấp trên bắt thiếu chủ bọn họ, đây có phải là quá hay không? Ngươi hiểu cái gì, cái này gọi là quyền mưu quyền mưu hiểu hay không, có người vẻ mặt không cho là đúng. Không đem thiếu chủ của bọn họ giam cầm, triệu gia sao có thể cam tâm tình nguyện vì khát máu bán mạng. Bất quá ta làm sao nghe nói huyết khung điện chủ đuổi giết một đường cũng không có đuổi kịp hạo tiên thế ra, hơn nữa, bọn họ chẳng những không có đuổi kịp. Ngược lại liên tiếp chịu thiệt thòi lớn, trong lúc nói chuyện, Diệp Thần đã dương mắt nhìn lại, đó là một đoàn chín người, mỗi người đều mặc hải giáp lạnh như băng, mỗi người cũng đều nắm một cây chế màu đen kịt giống như chín người hắn như vậy trong diêm la sơn lui tới tuần tra đều là người tuần tra tuy rằng đều chỉ là thanh niên nhưng tu vi yếu nhất đều ở không minh cảnh đệ nhất cấp bậc người này thế nhưng chụp tới tuần giả dạ, làm cho diệp thần không khỏi khiếp sợ số lượng cường giả diêm la sơn này trên thực tế hắn cũng đã cảm giác được cường giả tiềm tàng trong diêm la sơn số lượng mặc dù không bằng tu sĩ quân đội nhưng trình độ khủng bố của hắn cũng là bỏ tu sĩ quân đội mấy con đường bởi vì hắn đã phát hiện không chỉ có một pho tượng chuẩn thiên cảnh tu sĩ. Không thể cứng rắn làm cái đó. Diệp thần hít sâu một hơi, liên trốn ở hư vô không gian, hắn là muốn giết ra, nhưng Diêm La Sơn cấm chế quả thực là nhiều lắm, một khi có người ngoài chạm vào, hơn phân nửa sẽ bị pháp trận công kích oanh sát tại chỗ. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền ở trong hư vô không gian cẩn thận đi về phía trước, bởi vì tên luân nhãn duyên cớ, để cho hắn rất dễ dàng tránh né sát trận cấm chế. Ba phút sau, hắn đặt chân lên một cung điện dưới lòng đất mẹ kiếp vừa mới dừng chân dù là định lực của hắn cũng không khỏi bạo một câu thô lỗ không trách hắn như thế chỉ vì cảnh tượng trong địa cung quá mức dọa người phóng mắt nhìn lại trong địa cung khổng lồ chính là từng tòa tế đàn lớn nhỏ khác nhau trên mỗi một tế đàn đều ngồi xếp bằng một người thân sắc mỗi người đều là thống khổ có lão nhân có hải tử cũng có trung niên bọn họ đều bị phong ấn phong bế cả người cuốn đầy phù văn thiết xích thì huyết điện thế nhưng lại bắt được nhiều người mang huyết mạch đặc thù như vậy. Diệp thần không ngừng quét qua mỗi một tòa tế đàn, tuy rằng huyết mạch của bọn họ khác nhau, nhưng trong cơ thể đều có gượng khủng bố. Chính là dùng phương pháp này cường thế cướp đoạt tinh liệt huyết mạch đặc thù sao? Diệp thần nói xong, ánh mắt còn không ngừng ở trên mỗi một tòa tế đàn du ngoạn, có thể rất rõ ràng nhìn thấy phủ văn thiết xích kia ở thôn phệ huyết mạch huyết mạch đặc thù huyết mạch lực. Làm cho hắn nhíu mày chính là, theo huyết mạch lực bản thân không ngừng bị cường thế rút đi những người mang huyết mạch đặc thù thân thể giống như hoa cỏ khô héo mỗi người trở nên khô gầy như củi thân mang huyết mạch đặc thù đó đều là nhân tài diệp thần thầm mắng một tiếng huyết mạch đặc thù khó tìm như thế nào phàm là người có thân mang huyết mạch đều là bánh bao thơm ngon của các thế lực lớn nhưng thị huyết điện lại bắt được nhiều như vậy còn không ngừng rút đi huyết mạch lực của bọn họ quả thực là thô bạo thiên vật cái kia hẳn là triệu tử vân quét một vòng diệp thần ánh mắt cuối cùng đặt ở trong góc một tòa tiểu tế đàn mà trên khóa một cái ước chừng 10 tuổi một thiếu niên tiểu gia hỏa kia ngược lại mi thanh mục tú giống như là một tiểu tú tài huyết mạch lực cho dù là diệp thần cũng không khỏi thổn thức có lẽ là bởi vì hắn vừa bị bắt tới cho nên trạng thái không phải rất tệ về phần những người bị bắt trước hắn huyết mạch cơ bản đều bị rút đi tám tám phần lâu giờ phút này hơn phân nửa đã gầy như củi tiêu vật này tu vi yếu tốc độ chậm một chút đừng giết chết một lão giả áo tím chỉ trì triệu tử vân các lão yên tâm ta có chừng mực trước mắt vừa vặn gặp nhiều chuyện mùa thu đều cho ta tinh thần một chút các lão các thế lực lớn ở bắc sở thật sự vây quanh tổng bộ thị huyết điện ta một thanh niên áo đỏ thăm dò nhìn lão giả áo tím kia xác thực có việc này vậy đó là tại sao lại là thanh niên áo đỏ kia mắt đầy nghi hoặc nhìn từ bào lão giả là có người tính kế thị huyết điện ta từ bảo lão giả tìm một chỗ vân đài quanh chân ngồi xuống lúc này cường giả thị huyết điện trong địa cung tràn tới ánh mắt không ngoại lệ đều đặt ở trên người từ y lão giả bọn họ phụ trách thủ vệ địa cung diêm la sơn vì an toàn nơi này ngày thường cấm ra ngoài cũng chính là bởi vì như thế chuyện phát sinh bên ngoài bọn họ cơ bản hoàn toàn không biết gì cả hôm nay có người nguyện ý nói chuyện bên ngoài, bọn họ cũng đều vui vẻ nghe, không có biện pháp, đây đều là bị nghẹn. Mắt thấy phía dưới vân đài đứng một mảng lớn, hơn nữa hai người mắt tròn nhìn chăm chăm mình, chủ yếu nhất là đó là một đôi ánh mắt kính sợ, điều này làm cho từ bào lão giả có chút phiêu nhiên. Hết thầy đều là bởi vì Diêm Tôn xảy ra chuyện, dưới sự chú ý của mọi người, từ bào lão giả mở miệng. Diêm, Diêm Tôn, phía dưới ổ lên một mảnh, trong mắt còn có vẻ khiếp sợ người ra tay tuyệt đối cùng thái thượng lão tổ là cùng một cấp bậc lão giả áo tím nhẹ nhàng cày dâu hắn giả mạo diêm tôn cho thị huyết điện ta mười mấy phần các hạ đạt được mệnh lệnh ám sát sai lầm về sau sự tình bại lộ lúc này mới có chuyện các đại thế gia vây công tổng bộ thị huyết điện sau đó thì sao mọi người phía dưới nhìn thẳng lão giả áo tím thị huyết điện ta cùng các đại thế gia có khai chiến hay không khai chiến từ bảo lão giả cười lạnh một tiếng. Bằng bọn họ, dám khai chiến với chúng ta sao, không khỏi cũng quá coi thường thị huyết điện ta. Vậy, vậy chuyện này cũng không thể nói là được rồi. Tuy nhiên không phải, từ bảo lão giả lần thứ hai cày dâu. Nhưng vì thế, thị huyết điện ta đích xác trả giá thảm trọng, mười mấy phân các các chủ, bị chém đầu trước mặt mọi người. Xích lên, từ bảo lão giả vừa dứt lời, liền nghe thấy phía dưới một mảnh thanh âm hít thở không khí lạnh, bọn họ nói nóng bỏng, bên này Diệp Thần cũng là không có nhàn rỗi. Hắn giống như là một người mua thức ăn, dừng chân trước từng tòa tế đàn, nhìn cái này, nhìn cái kia, mỗi khi đến một chỗ, đều sẽ sở cầm nhìn người bị khóa mang huyết mạch đặc thù kia. Thì huyết điện làm sao tìm được nhiều người mang huyết mạch đặc thù như vậy? Một đường nhìn lại, Diệp Thần miệng đầy thổn thức líu lưỡi, bởi vì trong rất nhiều huyết mạch kỳ dị, còn có vài loại ngay cả hắn cũng nhìn không ra lai lịch giờ phút này hắn đang ngồi sồn trước một tòa tế đàn hai mắt nhìn chằm chằm người ngồi trên tế đàn người nọ thoạt nhìn tuổi tác không phải rất lớn miệng nhọn má khỉ giống như một tên trộm tóc rối tung có lẽ lúc bị bắt đang ngủ say vừa tỉnh lại liền đến chỗ quỷ này huyết mạch này thật có ý tứ diệp thần sờ sờ cầm xuyên thấu qua thân thể người nọ thấy được huyết mạch lực của hắn hội tụ ngoại hình dĩ nhiên kỳ tích là một con chuột khó trách thoạt nhìn giống như một tên trộm, Diệp thần nhỏ giọng nói thầm một câu. Người bị bệnh, cứ nhìn chăm chăm vào ta. Làm cho Diệp thần kinh ngạc chính là, người mũi nhọn má khỉ dĩ nhiên truyền âm cho hắn. Người nhìn thấy ta, Diệp thần sừng sốt một chút. Thiên tông thế ra không gian độn hình, ta đã kiến thức qua, lần trước đi kia trộm đồ, thiếu chút nữa bị đánh chết. Giám ly thiên tông thế ra trộm đồ, có phẩm vị, Diệp thần từ trên xuống dưới đánh giá người nọ, vẻ mặt ngữ trọng tâm trường. Ta không mang theo nói nhảm, một câu nói, cứu ta ra ngoài, ta giúp ngươi trộm đồ, người nọ hai con mắt nhỏ tụ quang nhìn Diệp thần. Thiên hạ này không có thứ ta trộm không được. Thật hay giả, Diệp thần vẻ mặt không tin nhìn người nọ. Xem thường ta không phải, ta chính là đạo thánh, người nọ hung hăng lắc lắc đầu hạt xưa kiểu tóc ba tám phần, sừng sốt bị hắn ném thành ba tám phần, nếu không phải hai tay bị khóa, hắn nhất định còn có thể chỉnh cả cổ áo của mình. Danh hiệu này ta thích. Diệp thần ý vị thâm trường nhìn người nọ, người mẹ nó chính là một tên trộm, còn rất tự hào. Vì vậy, ta có tiềm năng lớn, và ta, sao ngươi vẫn còn đi nữa, những gì ta đang nói là đúng sự thật. Không rảnh nghe ngươi nói nhàm, Diệp thần đi rất khoát, đầu cũng không quay đầu lại, Kế tiếp, vành tai của hắn liền rất không rõ ràng, người nọ chính là lời nói, diệp thần đi tới đâu, truyền âm của hắn đi theo đến đó, nghe được diệp thần đầu óc ông, ông. Đối với những thứ này, diệp thần vẫn là trực tiếp không để ý, người nhà không nói người là trộm cắp ngược lại còn tốt, mẹ nó cho ngươi chỉnh ra ngoài, mỗi ngày trộm đồ của lão tử, mỗi ngày đều cho lão tử chính sự, đùa dẫn thì sao? Lấy bổn tọa suy đoán, tính kế thị huyết điện ta, nhất định là người của nam sở tam tông, đang đi diệp thần nghe được một câu như vậy nghe vậy còn chuẩn bị nghiên cứu một chút huyết mạch diệp thần theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia từ y lão già còn đang nói chuyện chân thành trực quan hàng kia hẳn là đã nhiều ngày không ra khỏi nhà ừm bằng không chính là còn chưa tỉnh ngủ diệp thần sờ sờ cằm giống như nhìn ngu ngốc nhìn cái kia từ y lão già trả lại mẹ hắn nam sở tam tông đó đều là chuyện năm nào ta nói ca người muốn động thủ thì nhanh một chút nếu không động thủ liền nhanh chóng đi, đừng ở trước mặt ta lung tung, được không, cách đó không xa, cái kia miệng nhọn má khỉ người lần thứ hai truyền âm cho Diệp Thần. Ta không được dẫm lên trước một chút sao. Diệp Thần vẻ mặt không cho là đúng, trong lòng cũng hạ quyết tâm, cho dù cứu ra hàng kia, cũng phải xích cho hắn một sợi xích, vạn nhất ngày nào đó đồ đạc bị trộm thì sao, nói xong, hắn đã lật tay lấy ra xích tiêu kiếm. Mục tiêu chính là từ y lão già còn đang nói chuyện chân thành kia đó là chuẩn thiên cảnh duy nhất trong địa cung, giải quyết hắn, còn lại đều là tiểu mưu liêu. Việc hắn phải làm là trong thời gian ngắn nhất đem từ y lão giả bọn họ toàn bộ quật ngã, phải biết rằng ở bên ngoài địa cung còn có càng nhiều người mạnh hơn canh giữ, đội hình vượt xa cực hạn hắn có khả năng chống lại. Cho nên, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không rất có thể sẽ bị quần oanh. Nó đã được thực hiện, trong mắt sự thần hiện lên một đạo hàn quang, tuyệt sát một kích xúc thế chờ phát động. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị tuyệt sát từ y lão giả, cửa đá trong điện cung rung động một chút. Chợt, cửa đá mở rộng, một lão giả áo đen đi vào, bên cạnh còn trói buộc một đạo bóng dáng xinh đẹp, thấy thế, Diệp thần sửng sốt, thần sắc ngạc nhiên nhìn bóng dáng xinh đẹp kia, biểu tình cũng đồng thời trở nên cực độ đặc sắc. Diệp thần ngạc nhiên, tử y lão giả đã cuốn quyết đứng dậy, hướng về phía hắc y nhân kia cung kính hành lễ. Gặp qua huyết tôn Huyết tôn Nghe được danh hiệu này, lông mày diệp thần không khỏi nhướng lên, lúc này mới phát hiện hắc y nhân kia có chút quen mặt bởi vì ở trong trí nhớ của diêm tôn có quá nhiều trí nhớ có liên quan đến hắn thị huyết điện huyết diêm song tôn thật đúng là trùng hợp diệp thần sờ sờ cầm, diêm tôn bị hắn phong ở trong hỗn độn thần đình mà huyết tôn cũng tới để cho hắn có một loại cảm giác rất xấu hổ chiến lược không dưới diêm tôn có chút khó giải quyết cung tiễn huyết tôn diệp thần trầm ngâm huyết tôn kia đã xoay người rời đi hơn nữa trước khi đi, còn không quên nhíu mày nhìn thoáng qua phiến hư vô không gian của Diệp Thần. Chẳng qua, hắn trung quy không có cảm giác được Diệp Thần tồn tại, xoay người biến mất không thấy, để cho Diệp Thần hung hăng thở vào nhẹ nhõm. Nếu là huyết tôn ở đây, hắn là kiên quyết cứu không được trợ tử vân bọn họ, chỉ là huyết tôn tuy rằng đi rồi, nhưng lại đem người mang đến lưu lại. Đó là một nữ tử, thân mặc quần áo màu đỏ rực, dung mạo mặc dù không phải tuyệt thế, nhưng ít nhất là khuyên quốc khuyên thành, ngay cả bị trói buộc, nhưng đạo phù văn cổ xưa của mi tâm vẫn như trước như ẩn như hiện muốn nói nữ tử kia diệp thần thật đúng là quen biết nàng cũng không phải là tinh nguyệt cung thánh nữ sao thật là trùng hợp diệp thần không khỏi ho khan một tiếng đây là thánh nữ của tinh nguyệt cung so với diệp thần từ bào lão giả bọn họ lại là mãn nhãn dâm tà chi quang trực quan hẳn là ở diêm la sơn quá lâu thật lâu chưa từng thấy quan nữ nhân chẳng qua bọn họ tuy rằng có lòng tạc nhưng cũng không có can đảm. Huyết mạch đặc thù chính là trực thuộc thị huyết điện chủ, không cho phép nửa điểm sai trì, ngay cả cho bọn họ một trăm lá gan cũng không dám khinh nhần tinh nguyệt thánh nữ. Khóa nó lại, trung quy, vẫn là tử y lão giả ra lệnh một tiếng, tinh nguyệt thánh nữ bị khóa vào một tòa tế đàn khổng lồ ba trượng. Nhưng, còn chưa đợi cường giả thị huyết điện động thủ, bên ngoài diêm la sơn liền vang lên một đạo tiếng nổ vang, sau đó, chính là một đạo khí phách nghiêng nghiêng một tiếng mắng to. Nếu là mẹ nó chán sống nghịch đúng không? Nữ nhân của lão tử đều dám bắt. Bức trang này thật tốt. Nghe được tiếng mắng to, Diệp Thần vẻ mặt ngữ trọng tâm trường nói một câu. Người nào ở đây làm loạn, rất nhanh, ngoại giới liền vang lên tiếng quát lạnh như băng, ầm ầm giết ra một pho tượng chuẩn thiên cảnh, mình mấy không minh đỉnh phong, đem người nọ chặn ở bên ngoài Diêm La Sơn. Lại nhìn người nọ, cả người phủ đầy kim quang, dưới đêm tối tựa như một ngôi sao chói mắt, khí huyết thật là bàng bạc làm cho người ta bừng tỉnh cho rằng đó không phải là một người mà là một con hồng hoang mạnh thú hắn không cần phải nói chính là tinh thần đạo thân của diệp thần diệp tinh thần lại là ngươi còn rất đừng nói trong cường giả tị huyết điện thật đúng là có người biết tinh thần đạo thân bởi vì gã kia không chỉ một lần cùng thị huyết điện làm chuyện không biết mới là lạ tức thời thả người ra bằng không lão tử một cước đá chết ngươi tinh thần đạo thân bằng nước bọt tinh tử bay loạn đầy trời ngay mấy canh giờ trước hắn vừa mới lén lút chạy vào tinh nguyệt cung vừa vặn bắt gặp tinh nguyệt thánh nữ bị trói đi đây là một trận đuổi theo thẳng đến khi đuổi tới diêm la sơn này tính tình nóng này này vừa lên thiếu chút nữa đã làm việc tại chỗ hôm nay tới rồi cũng không cần đi đối với tinh thần đạo thân kêu gào cường giả thị huyết điện trực tiếp dùng công kích đáp lại hoặc là thần thông bí pháp hoặc là linh khí sát kiếm phô thiên cái địa áp tới thấy thế tinh thần đạo thân không lùi mà tiến thật là cường thế phanh ầm 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 nhất thời tiếng nổ vang lên kinh thiên vang lên tinh thần đạo thân vừa mới sông lên bị chấn đến kêu rên đau đớn lui về phía sau hắn tuy rằng là diệp thần đạo thân nhưng thời gian xuất thế quá nhiều căn bản không có diệp thần thông thiên chiến lực như vậy lần này một kích va chạm bị đánh lui khóe miệng còn có một luồng máu tươi chảy ra xếp đi sống chết bất luận cường giả thị huyết điện lần thứ hai đánh tới không cho tinh thần đạo cơ hội phản ứng. Bằng ngươi, hàn mang trong mắt tinh thần đạo đột nhiên tăng lên, chân đạp tinh thần chi hải, như một con hồng hoang mãnh thú, chủ yếu nhất là chiến ý của hắn, bởi vì tinh thần thánh nữ bị bắt, làm cho hắn quên đi sinh tử. ầm ầm lại là một kích va chạm, tiếng nổ vang như sấm sét Nhưng mà, làm cho người trong diêm la sơn kinh ngạc chính là, lần va chạm này, cường giả thị huyết điện thế nhưng tập thể bị đánh lui, cùng kinh ngạc còn có tinh thần đạo thân giờ phút này hắn đang ngạc nhiên nhìn nắm đấm của mình cùng với máu thao thời tiết toàn thân như lửa thiêu đốt của mình quanh thân còn có rất nhiều dị tượng vờn quanh có chân long xoay quanh có phượng hoàng hí minh có bạch hồ gầm thét cũng có huyền vũ thác lộ đương nhiên làm cho hắn khiếp sợ nhất chính là chiến lược của mình quả thực tăng vọt quá nhiều làm cho hắn dưới đêm tối trói mắt như kiêu dương lão đại tinh thần đạo thân tham dò hô một câu người rất trao cổ trong địa cung Diệp thần từ từ cười. Ngươi, ngươi cũng ở đây. Biểu tình của tinh thần đạo thân trở nên có chút đặc sắc, thân là đạo thân hắn, dĩ nhiên không biết bản tôn ở trong núi. Độ ngươi bản tôn bảy thành chiến lực, an tâm đối địch, tinh thần thánh nữ giao cho ta. Hiểu rồi. Tinh thần đạo thân hai trong mắt như đuốc, lóe ra thần quang lấp lánh, chiến ý ngập trời, nhất thời bộc phát, lần đầu tiên cùng bản tôn sóng vai tác chiến máu tươi của hắn sôi trào trước nay chưa từng có. Siết, Cường giả thị huyết điện lần thứ ba nhào tới, hơn nữa các đầu treo sát khí khủng bố, rất có tư thế muốn chu diệt tinh thần đạo thân ngay tại chỗ. Chiến, tinh thần đạo thân sống lên chấn thương khung, một bước đạp nát hư không, chín đạo bát hoang quyền hợp nhất, cường thế sướt kích, bá tuyệt vô cùng. Đại chiến nhất thời mở ra, cảnh tượng không phải là to lớn bình thường, một phương, cường giả thị huyết điện phối hợp ăn ý, chính là một loại hợp kích trận pháp, công thủ kiêm đầy đủ, thế công rất nhanh. Một phương, tinh thần đạo thân có bảy thành chiến lược của Diệp Thần càng là bá đạo cường thế, thân mang bá đạo khôi phục lực, chỉ công không thủ, có thế nuốt sơn hà, giống như là một pho chiến thần, đánh cường giả thị huyết điện liên tiếp bại lui. Khí tức của hoàng cổ thánh thể Đỉnh núi Diêm La Sơn, huyết tôn thị huyết điện đứng sừng sững ở đó, đôi mắt híp lại nhìn tinh thần đạo thân bên ngoài. Diệp thần đã chết, chẳng lẽ đại sở còn có thánh thể hoang cổ thứ hai bên này trong địa cung diêm la sơn đã nắm xích tiêu kiếm lén lút đi tới bên cạnh từ y lão giả kia hôm nay tinh thần đạo thân đi tới nơi này ngoài dự liệu của hắn nhưng tinh thần đạo thân đến lại chia sẻ cho hắn rất nhiều áp lực ít nhất tinh thần đạo thân có thể hấp dẫn lực chú ý như thế hắn có thể tiến hành kế hoạch của mình tốt hơn gì tinh thần là ai cường giả thị huyết điện trong địa cung ngửa đầu bọn họ thật sự là cách ly với ngoại giới quá lâu không ngờ Diệp Tinh Thần là người như thế nào. Một người đối địch với thị huyết điện ta, Tử Y lão già lạnh lùng một tiếng, tuy hắn biết rất ít, nhưng ít nhất cũng biết Diệp Tinh Thần là người nào. Một người liền dám chạy tới kêu gào, thật sự là không biết tự lượng sức. Có huyết tôn ở đây, hắn sẽ chết rất thảm. Các ngươi cũng sẽ chết rất thảm, thanh âm lạnh như băng nhất thời vang lên, đám lão già áo tím bỗng nhiên biến sắc, Trượt bọn họ liền nghe được tiếng rít của sát kiếm. Phóc phóc. Đợi mọi người phản ứng lại, đầu tử y lão giả đã tách ra khỏi thân thể, bị một thanh sát kiếm màu đỏ chém xuống tại chỗ. thấy thế, cường giả thị huyết điện nhất thời sắc mặt trắng bệch, đường đường chuẩn thiên cảnh, dĩ nhiên cứ như vậy bị tuyệt sát. Đương nhiên, buồn bực nhất vẫn là tử y lão giả, hắn đến chết cũng không kịp phản ứng, đến chết cũng không thấy người giết hắn là ai, chết kia gọi là nghẹn khuất. Phóc phóc. Giết chóc cũng không có bởi vì từ y lão giả bị tuyệt sát mà dừng lại, cường giả thị huyết điện vừa mới kịp phản ứng lại, chỉ nhìn thấy huyết quang không ngừng bán ra, cùng với cái đầu bị chém liên tiếp. Thế cho nên, từ khi diệt thần bắt đầu tuyệt sát, không tới 3 giây, cường giả trong địa cung đều bị cường thế chém diệt. Cái này! Một màn này, nhìn tinh nguyệt thánh nữ thần sắc khiếp sợ, ngay cả nàng cũng khiếp sợ, chứ đừng nói là những người khác mang huyết mạch đặc thù, bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới trong địa cung diêm la sơn này dĩ nhiên còn cất giấu một pho sát thần như vậy làm đẹp quá mắt thấy cường giả thị huyết điện đều bị chu sát người mũi nhọn má khỉ kia nhịn không được kêu sói một tiếng diệp thần trực tiếp không nhìn tên này thân hình hắn như quỷ mị không ngừng xuyên qua các tế đàn mỗi một chỗ người bị nhốt ở trên sẽ theo đó biến mất bị hắn phong vào trong hỗn độn thần đình hà cảm giác được địa cung dị trạng huyết tôn lông mày nhíu mạnh vào một tiếng biến mất trên đỉnh núi đợi hắn xuất hiện lần nữa đã là trong địa cung chỉ là nơi này còn lại chỉ có thi thể cùng hỗn độn đầy đất những người lúc trước bị nhốt mang huyết mạch đặc thù dĩ nhiên kỳ tích không thấy hỗn đàn huyết tôn giận tím mặt chấn động địa cung ầm ầm ngắc lư thẳng đến giờ phút này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ lúc trước hắn rời đi cảm giác được một tia khí tức là thật trong địa cung này thật cất dấu cường giả bí ẩn dô 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 rất nhanh hơn 10 đạo thân ảnh trước sau vọt vào trong địa cung nhìn thấy cảnh tượng trong địa cung tập thể sửng sốt ở nơi đó đây là cục diện gì mẹ nó làm cái gì lục soát tỉ mỉ lục soát cho ta tiếng gầm giận dữ của huyết tôn chấn thiên động địa hắn là huyết tôn của thị huyết điện hàng thật giá thật là người đời thái thượng lão tổ hiện giờ lại có người ở trước mắt hắn xích nhiều cường giả thị huyết điện như vậy còn cứu đi những người mang huyết mạch đặc thù kia hắn sao có thể không giận ta cơ chí may mà chạy nhanh bên này diệp thần trong hắc động không gian của diệp thần hung hăng thở phào nhẹ nhõm ngay khi huyết tôn vọt vào địa cung hắn trốn vào không gian hắc động để tránh thoát huyết tôn chặn giết hơn nữa lúc này tiên luân thiên đạo cũng là kỳ tích không có xuất hiện tình huống ở không gian hắc động không có gặp phải cảnh tượng nguy hiểm đây mới là chuyện may mắn nhất nếu không gian hắc động xảy ra vấn đề vậy hôm nay hơn phân nửa sẽ bị quẩn oanh đến chết Rồi. theo một trận gió thổi qua diệp thần trốn ra không gian hắc động mà giờ phút này hắn đã không còn ở trong phạm vi diêm la sơn rút lui nhìn thoáng qua tinh thần đạo thân còn đang chiến đấu ở phương xa diệp thần lúc này hạ mệnh lệnh đã rõ tinh thần đạo thân nhếch miệng một cái trong nháy mắt lắc mình lui về phía sau đi đầu cường giả thị huyết điện bị đánh chật vật không chịu nổi trong nháy mắt nhào tới tinh thần đạo thân hử lạnh một tiếng rất nhiều bí pháp trong nháy mắt hỗn hợp cùng một chỗ cường giả thị huyết điện vừa mới xông lên liền đụng phải ngay tại chỗ bị đánh bay loạn đầy trời đợi đến khi bọn họ dừng lại thân hình tinh thần đạo thân đã biến mất không thấy đâu